Các bạn ơi, thì mình giờ mình vẫn còn làm cái ao của cái chú mà clip trước á. Mình giờ mình làm cái clip, nói chung thì cái miếng đất này thì mình sẽ làm hai cái clip các bạn ơi. Tại vì mình thì ngày nào mình cũng phải ra một cái clip hết. Thì mình làm thì mình nói về cái việc làm của mình. Giờ cũng trưa nắng này. Trưa nắng 12 giờ. Mình cũng tranh thủ mình làm chỗ này rồi luôn, cái sáng mai cái mình chuyển đi chỗ khác nữa các bạn ơi. Mà ở đây thì mình làm thì canh theo nước dữ lắm. Còn mình làm không kịp nước thì mình phải đợi mất hết khoảng 6 7 tiếng nữa. Chỗ này thì hồi sáng giờ thì mình bò xe ra tới ngoài kia, thì mình giờ đất vô mình đắp cho chú cái nền để cho chú làm cái chuồng để chú nuôi dê. Còn cái bờ ở chỗ này nè các bạn, bờ chỗ này thì mình làm thấp thôi chứ mình không có làm cao, là lý do mình làm cao quá thì cái nền ở trong nhà chú á, nước sẽ bị tràn ngập các bạn. Cái bờ này thì mình chỉ làm sơ sơ thôi bạn ơi, chứ cũng không có được thẳng gì mấy. Lý do mình cũng làm này, mình cũng canh á, làm đại bự bự cho chú đi tới lui cho nó dễ, chứ mình chấn nhỏ quá thì đất thì nó dư. Cái bò này thì chú nói mình tém ở mé ngoài này, còn phía trong đó thì để nguyên cho cái khuôn lan mình rộng ra. Mình tâm sự với các bạn là mình chạy rất là dở, chứ mình không có nói là mình chạy hay hay gì các bạn, nhưng mà mình làm YouTube vì cái đam mê của mình á. Thì các bạn dành những cái clip này nè, dành cho những bạn mà mới vào nghề á, và những bạn tài xế mà vào nghề lâu á, các bạn xem cái clip mình để vui thôi. Dùng ở đây nè thì mình làm đất lan là nhiều các bạn ơi, mấy như mấy cái bờ mình đang làm này nè, thì mấy cái này thì mình chỉ làm sơ sơ thôi chứ không phải là mình làm ao, nên mình làm không có cần gì kỹ. Mấy bạn comment mình ở dưới á, mấy bạn có nói với mình là nhờ xem cái mấy clip của mình á mà bạn ấy đã biết chạy, thì mình cũng mừng cho mấy bạn đó các bạn ơi. Thì từ hồi xưa giờ thì mình không có nhận ai mà theo học nghề hết các bạn, thì mình chỉ giúp các bạn đó qua cái những cái clip này thôi, thì mình nghe được vậy mình cũng rất là vui các bạn ơi. Cũng có nhiều bạn rồi đó, người ta cũng đam mê về cái xe cuốc lắm, nhưng mà người ta chưa có điều kiện để đi theo học quá. Nhiều khi mấy bạn đó cũng gọi mấy anh mình nói là anh ơi em cũng đam mê quá nhưng mà em không có điều kiện theo. Thì những bạn đó thì mình xem cái clip này của mình nè, các bạn xem cho những cái lúc mà các bạn mệt mỏi á, bạn mở lên các bạn xem cho qua cái sự mệt mỏi của bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm này nè, mình tâm sự thật là chú chủ đất trước khi vô là chú nói mình là chú làm là mười mấy tiếng á, từ hồi sáng giờ mình nói thiệt chứ mình làm mới rồi con có mấy, chỉ có mới có 4 tiếng à, 4 tiếng mà mình làm được từ mé bên trước màn hình của bạn á, từ bên đó qua tới bên đây luôn á, và chỉ còn có đoạn này thôi, theo mình đoán này khoảng tầm chừng 10 tiếng hả bạn ơi, rồi mình phải bơi ngược ra cái đoạn đường mà cái clip trước mình nó làm cho các bạn xem á, qua mấy cây rồi qua lá đâu đó mình nó dọn sạch là mình vô đó, dọn lá đâu á. Cái đoạn đường đó là mình bơi phà là mất khoảng 2 tiếng á. Mình thì có con nhỏ theo đang ngồi kế bên mình, thì nhiều lúc các bạn xem clip mình á, các bạn nghe bé có nói chuyện rồi đó, tại vì bé mới có 2 tuổi mấy à, thì cái tuổi này thì tuổi ăn tuổi nói mà, thì các bạn nghe tiếng của bé các bạn thông cảm với mình, bởi vì hoàn cảnh của bạn ơi, chứ mình cũng không muốn đem theo đâu, trưa nắng mà chắc này 12 giờ mà bà xã mình phải lên ngồi quay những cái clip này gửi đó các bạn, mình cũng mong các bạn đón nhận giùm mình. Cũng có cái bạn theo mình đón khoảng tầm mười mấy tuổi á, mà bạn ngồi đây bạn đợi mình từ hồi 11 giờ tới giờ á, nó ngồi ở đầu bờ á, nãy giờ 11 giờ mấy mình xuống ăn cơm rồi, mình thử cái đí các bạn làm gì, bạn ngồi các bạn, bạn ngồi bạn đợi nhìn xe mình nè, bạn này cũng đam mê nè, bạn ở đó bạn chụp hình của bạn á, bạn ngồi từ 11 giờ tới giờ đó. Trời đang nắng mà trời 12 giờ trưa mà bạn ngồi bạn chống mạnh bạn nhìn mình nè. Nóng nước giờ lúng quá bạn ơi. Giờ mình phải ôm dĩ đi quá. Có cái chú chỉ đất mình á với lại anh bạn của mình giờ đang tranh thủ qua thì qua đây thăm mình. Thì chắc giờ chắc mình chắc nghỉ quá, chứ bạn bè giờ tình nghĩa giờ bạn ghé thăm mình là chắc mình phải xuống tiếp quá bạn ơi. Có chú này chú chỉ đất mình làm nè các bạn. Rồi bên đây là bạn mình thì các bạn cũng biết bạn này rồi. Còn đây là chú đất. Nó còi xương mẹ. Vậy hả? Dạ. Chú hai này sáng giờ chú đi đi đám ở đâu? Ở Nghĩa chỗ Kiểm Lâm tỉnh á. Dạ. Nhà khóa hạt Kiểm Lâm. Dạ. À, bạn của mình nè, đang mần với lại chú. Nói chung là anh em mình tới mần thì phải có người dẫn dắt mới làm được các bạn. Chứ lại vô trong rừng đâu đó phải có người lo cái vụ giấy tờ, phải chú hai? Sống với kỹ được không à? Tại vô đất rừng là lúc trước mình làm mấy clip là mình vô rừng làm phải có giấy đó, thì nhờ chú này nè, chú này lo giấy nè. Đây chú hai thấy tình hình đất cát của con làm sao rồi chú hai, còn không? Dứt rồi, dứt điểm rồi, còn gì nữa là thôi năm tới, hẹn năm tới đi. Dạ. Cháu mình có gì gặp lại. Dạ. Rồi. Mới hợp rồi. Thôi thì giờ mình cũng mời các bạn Dũng Bệnh Ly. Thì mình cũng nãy giờ làm mình cũng mới nghỉ rồi. Bạn mình xuống mình tiếp bạn mình cái. Bạn ơi, các bạn ơi. Sáng giờ mình cũng mới làm được một đoạn rồi các bạn ơi. Còn chút nữa là xong hết rồi. Chỗ này thì mình cưa cho chú cái đường nước đặng ra vô cái ao này.
đường ra của mình giờ hơi khó khăn các bạn ơi, giờ chỉ điện giờ nằm vậy đó. Mà bây giờ ra ngoài thì cái đường mà mình xe chở mà mình xuống xà lan á thì hơi khó, nên giờ ở chỗ này nè mình xe chở luôn, mình xe chở mình cho cái bánh răng đi trước, bạn ra ngoài là mình xuống xe luôn. Tại vì ở ngoài kia thì cái đường mà cho bà con đi á là cái đường đá xanh, mình ra ngoài là xe mình chặt cua rồi xe chở đâu đó rồi sẽ bị đá đâu á sẽ tuột hết. Cái bạn nào á comment mình ở dưới á, hỏi mình là anh ơi làm giờ là như thế nào, là làm mẫu như thế nào, thì sẵn ở đây mình làm nè, rồi mình trả lời luôn, để trong cái tin nhắn là mình trả lời á, rồi những bạn đó nghe không hiểu nữa thì như dùng mình nè, dùng tài chính nè, mình làm giờ có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là giống như là kia mình lên xe mình chạy nè, mình hoạt động nè, là mình chạy rồi mình ghi giờ. Thí dụ như buổi sáng mình chạy 3 tiếng thì mình ghi 3 tiếng, thì trị giá một tiếng là khoảng bao nhiêu tiền, mình thí dụ như là 400 mấy ngàn một tiếng thì mình làm bao nhiêu là mình tính bao nhiêu. Thí dụ như mấy bạn ở Cà Mau mà mấy bạn làm ăn công á, là thí dụ như mình xin lan là mình xin một gào bỏ lên cái bờ, hai gào thì một gào thì giá khác, hai gào ba gào thì giá khác. Thì mình làm rồi á thì chủ đất người ta sẽ kéo thước người ta đo, thì người ta đo giống như là theo mình biết là ở Cà Mau thì không biết mình nói trúng hay thật nha, Cà Mau là một công của Cà Mau thì chiều dài nó là 36 mét. Thì những bạn mà ở Cà Mau xem cái clip này của mình nè, thì các bạn coi mình nói gì đúng hay sai, nếu mình nói sai thì các bạn comment mình ở dưới, tại vì dùng Cà Mau thì mình cũng ít xuống dưới làm lắm, hồi xưa mình có làm được cũng mấy tháng là mình về, sau này rồi không biết có đổi mới hay không mình không biết. Còn riêng đặc biệt cái dùng tài chính của mình là toàn bộ bằng ăn giờ hết. Thì mần nó nào cũng như vậy các bạn ơi, mình mần ăn giờ thì mình mần theo ý chủ đất, thì mần thì mần tốc độ lẹ, còn mình mần ăn công á là mình mần tự bản thân mình chạy mình cảm thấy con mắt mình mà cảm thấy được á, đẹp á thì chủ nhà ta chịu. Mà với lại mình mà ăn công mình mần kỹ quá mình cũng mấy anh chủ xe cũng có mà kiếm có lời, nên mà ăn công thì mình mần vừa mình vừa người ta. Chỗ này hơi meo nè, mình bắt tấm dĩ chỗ này nữa, đặng mình bò tới một chút nữa, bò tới khoảng chục mét nữa thì mình sẽ chặt cái cua xe của mình lại. Thank you.